Cùng đây xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến binh tên từng có sóng vào phiên kết tuần, tức là phiên của ngày thứ sáu. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta vẫn sẽ có ba cái nội dung chính. Phần thứ nhất thì Hùng sẽ đi view các cái danh mục khá là cơ bản mà chúng ta thường xuyên theo dõi ở trong các clip tuần. Một là ngành điện, hai phân bón, ba việt theo, bốn hóa chất, năm bất động sản khu công nghiệp, sáu nhóm ngành sẽ lắp, sau đó chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm thép, nhóm vật liệu đầu tư công, nhóm đầu tư công, nhóm dầu khí, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì đấy là những cái danh mục khá là cơ bản mà chúng ta sẽ đi phân tích ở trong bản tin tuần. ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ nhìn nhận và chúng ta sẽ đánh giá lại các cái kịch bản phân tích tuần trong video số 174, 174 cộng mà cũng đã có phân tích ở trong tuần vừa qua phần thứ ba thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta có một vài à, à, cái nhận định về xu hướng à, về thị trường trong tuần tới thì tuần tới là chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lễ tương đối là dài vì vậy chúng ta chỉ có hai phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu à, chính vì vậy nên là cái diễn biến ở trong hai cái phiên đó thì nó cũng sẽ khó để mà à, nói lên tổng quan xu hướng của cả thị trường ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo nên là tại cái thời điểm đó thì chúng ta có thể à, có thêm các cái bản tin để chúng ta phân tích bổ sung và đối với uh, những cái uh, nhóm cổ phiếu những cái nhóm ngành mà chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể comment ở dưới bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì ông lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các anh chị và trong các cái bản điểm tin ngắn ấy thì ông sẽ lồng ghép thêm uh, chúng ta sẽ lồng ghép thêm một số uh, các cái Uh, các cái cái phân tích về các cái nhóm ngành mà chúng ta chưa được phân tích. Ví dụ như trong bản tin ngắn video số 174 cộng ở đây thì cũng có phân tích lồng ghép thêm cho các anh chị nhóm ngành mía đường và nhóm ngành diệt may. Đấy cũng sẽ là những cái nhóm ngành mà chúng ta đã phân tích uh, rất là dài trên tim uh, cùng với đó thì bổ sung uh, cho các anh chị một số các cái góc nhìn về một số các cái mã cổ phiếu mà mang cái tính đầu cơ cao. Ví dụ như cổ phiếu FBS, AP, APS, VDS và ORS. Đấy là những cái mã cổ phiếu có tính đầu cơ rất là cao thì mình view lại để các anh chị uh, em nắm được ngoài những cái danh mục đó uh, chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới, em sẽ dành thời gian để trả lời. Và tất cả những cái góc nhìn, những cái quan điểm của cá nhân Hùng Lê ở trên video đó là quan điểm cá nhân và các anh chị cân nhắc trước khi uh, chúng ta xem và tham khảo những ý kiến mà đã đề cập ở trên bản tin. Ok. Rồi, uh, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi bắt đầu vào nội dung chính của bản tin. PC1 đó. PC1 đến trong tuần uh, nhìn chung là nó cũng đã trả cung về quanh vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 đây là vùng dự kiến. Còn cái vùng sâu ở dưới này là vùng 26 5 đến vùng 27 thì nó không về đến nơi. Uh, cái nến kết tuần thì nó hơi đuối. Điểm này là nó có công lại nhưng ở đây uh, là cái vùng kháng cự mạnh của nó Các anh chị ở vùng 29.29.5, 29.6 ở đây này. Đó là vùng kháng cự mạnh nên là uh, cái khả năng là cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp rung lắc chỉnh cung ở đây thì anh chị lưu ý. ở GEG -E ở trong tuần thì chúng ta có thêm một cái điểm mua rất đẹp tuần trước thì chúng ta đã có rồi đó là cái biên 14.7 đến biên 15 và trong tuần thì suýt soát ở đây đó là biên 14.4 đến biên 14.5 cây đến ngày thứ hai nó có nhún về đây và sau đó thì nó lấy lại vùng 15.5 à, tiếp tục uh, phiên ngày thứ ba nếu như chúng ta vẫn tiếp tục phiên ngày thứ ba và phiên ngày thứ tư thì chúng ta vẫn tiếp tục có một cái biên hỗ trợ cực đẹp ở đây đó là vùng 15 đó 14.7 đến vùng 15 để các anh chị có thể mua được ở những cái mút nến này và sau đó thì chúng ta có vùng kháng cự 16.5. Hiện tại tuần này thì cổ phiếu đang đi về vùng kháng cự và đây là một cái cây nến mà lực chốt đã bắt đầu xuất hiện. Khả năng tuần tới thì GEG nó sẽ tích lũy thêm ở biên 15.6, 15.8. Mục tiêu thì trong nhịp này thì khả năng vẫn tiếp tục nó sẽ có tiếp tục một cái nhịp công cản sau khi mà tích lũy thành công á. Uh, thì nó sẽ tiếp tục uh, công 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 cản ở đây và khả năng nó có thể cán được ở mắc target ở khoảng quanh vùng 17.5 à 17 16.5 đến khoảng vùng 17 thì cái vùng này chúng ta lưu tâm cổ phiếu thứ ba trong nhóm ngành điện đó là gách thì ở uh, đối với gách ở trong tuần đây các anh chị uh, tuần trước chúng tôi có phân tích cho anh chị rồi vùng kháng cự của nó đây này là vùng 13.5 đến khoảng vùng 13.8 và sau đó nó chỉnh cung thì cái điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên đây tuần trước thì nó chỉnh về đây uh, cái điểm này là khoảng quanh vùng uh, 12.65 đến 12.7 và tuần này thì nó cũng tương tự như vậy nó tiếp tục test lại cái vùng này trước khi mà nó có cây nến tăng khá là đẹp trong phiên giao dịch của ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu thì nó bắt đầu tiệm cận về vùng cản các anh chị lưu ý chúng ta cầm thì chúng ta có thể canh chốt bớt một phần ở vùng 13.5 13.8 sau đó chỉnh cung chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta thu gom cổ phiếu POVK ở đây ở trong tuần thì PPK cũng đã chỉnh cung về vùng hỗ trợ kỹ thuật dự kiến 12.7 và bắt đầu có cái sự phục hồi về trên vùng 13 cộng như vậy thì sau khi mà nó đánh thủng lại cái vùng 13 thì nó sẽ có xu hướng test lại vùng 13 như vậy tuần tới thì khả năng nó sẽ phải lấp một cái phần gap ở đây đó là vùng 12.9, 12.9 đến 13 trước khi mà nó tiếp tục hình thành một cái nhịp tăng tiếp theo nhóm điện hiện tại thì đang có những cái thông tin tương đối là tích cực cho cái xu hướng của cổ phiếu. Ở TV2, TV2 thì trong tuần này chúng ta tiếp tục có điểm mua 23.3 cực đẹp luôn bởi vì khi mà cổ phiếu tiệm cận vùng 24.7 đến vùng 25 thì cũng đã có dự báo là khả năng cao thì nó sẽ quay trở lại test cung. Và đây là những cái cây nến test cung tuần trước nó test này tương đối đẹp và tuần này nó tiếp tục có một điểm test ở vùng 23.3 đến vùng 24 rất là ok và sau đó thì nó đánh vượt thoát vùng 25 nhìn cái xu hướng như này thì cũng tiếp tục nâng cái target của Uh, cổ phiếu này lên vùng 28 và và phiên nay thì gần như nó đã đạt target kỹ thuật 28 trên 28 đối với TV2. Đây TV2 phiên ngày hôm qua thì chúng, uh, tiếp tục xây uh, cái target một là hướng về vùng cản 28 thì phiên nay nó đã đạt cái target vùng 28 và uh, nó không đóng cửa được ở vùng cao nhất. Như vậy thì uh, tuần tiếp theo thì nó sẽ có ở vùng 26.5 đến khoảng vùng 27 đây là vùng tích lũy. Uh, tích lũy kỹ thuật thành công ở vùng này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng ở trong nhịp này thì TV2 sẽ tiếp tục uh, hướng đến vùng cản 30 cổ phiếu BCG nó cũng có một cái mạng điện khá là đẹp và ở thời điểm hiện tại thì hùng đã bắt đầu ngắm BCG ở trên trạc kỹ thuật tuần sau một cái thời gian mà nó chỉnh giảm rất là mạnh và nó sideways đi ngang ở vùng 6.2 đến vùng 8.35 và bắt đầu xuất hiện những cái dòng tiền đánh tương đối là tốt đây là những cái dòng tiền dòng tiền khởi nguyên và chúng ta nhìn ở trên trạc kỹ thuật tuần thì bây giờ nó bắt đầu nó bắt đầu chớm cái tín hiệu tuần thôi đó nó bắt đầu nó chớm cái tín hiệu tuần ở đây và 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 nó đang hình thành được một phân kỳ tăng ở đây các anh chị nhé uh, phân kỳ, kỳ phân kỳ tăng ngắn này. Và tín hiệu vượt thoát thì nó cũng bắt đầu vượt thoát cái cản chéo ở đây là cái ý tiếp theo và cái nữa nữa là ở đây hiện tại thì bây giờ BCG nó chỉ còn ở đấy nó đang mút mát lại, nó đang tức là nó gặp lại cái cản ở bên này thì bên này nó cũng đang test cung kỹ thuật lại và kỳ vọng là nó test thành công ở đây và xuất hiện một cái tuần nào đó hoặc là một cái 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 cái, cái thời gian sắp tới nào đó mà nó xuất hiện một cái cây đến đến tuần và nó sẽ đè lại vùng 9 cộng và sau đó vùng 10 thì đấy sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật cực kỳ tuyệt vời và khi tín hiệu này xảy ra thì đương nhiên là target của BCG lúc đó nó sẽ được nâng lên rất là cao các anh chị lưu ý ở mã cổ phiếu này nhóm ngành thứ hai là nhóm ngành phân đạm đạm cà mau hiện tại thì trong chặt tuần thì đạm phân đạm chưa có những cái tín hiệu khởi sắc Ờ, nhìn chung thì nó tiếp tục uh, quay lại test đáy ở bên này và bên này nó cũng như vậy tức là vùng 22.6 22, đến khoảng vùng 23. Uh, lực hồi thì có thể hồi lại được ở khoảng quanh vùng 24.3 và nó lại tiếp tục quay trở lại test cung ở chỉnh nền ở đây chờ một cái lực cầu nó tốt hơn. Còn lực cầu đang thấp như này thì nó khó. Đàm Phú Mỹ thì nhìn chung là tích cực hơn đạm cà mau một tí. Tuy nhiên là lực cầu nó vẫn chưa có và hiện tại á đây nếu chúng ta view 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 nhỏ lại một tí đây đây là cái điểm hỗ trợ thì bên này cũng như vậy nên khả năng là Uh, cổ phiếu nó sẽ có những điểm chỉnh cũng kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 31.8 đến khoảng 32 năm. Uh, nếu mà có kéo thì kéo lên được đây. Đây trước đây là vùng hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng cản ở đây là vùng 34.4. 34.4 là cản dưới và vùng 35 là cản trên, tức là khi kéo lại thì ở đây là vùng cản và khả năng khi về đến vùng này thì nó lại có một cái nhịp rơi lại để tích lũy thêm. Uh, nhóm ngành Việt theo, chúng ta có nói đến VGI, hiện tại thì VGI cũng đang xu hướng tích lũy và nó cũng chưa có được cái dòng tiền ổn định. Đó, và trong tuần thì nó tiếp tục ở vùng 20.7 đến khoảng quanh vùng 21 nó tiếp tục tích lũy thêm và khả năng tuần tới thì nó cũng sẽ uh, có thêm những cái điểm nhún nhún nhảy ở trong cái vùng này và cái cản kỹ thuật của nó vẫn là ở vùng 22 ctr thì nhìn chung là đánh tốt hơn so với VGI à, con em nó lại tốt hơn thế mới đau uh, hiện tại uh, nó đang tiếp tục tuần này nó đang tiếp tục công cản vùng 67.4 và nó cũng đã có ba cây nến test kỹ thuật tương đối là đẹp không thủng ở vùng 65.5 Như vậy thì tuần tới khả năng nó sẽ có một cái nhịp tiếp tục test cung lại vùng này ở Ổn định thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng cản tiếp theo của nó là khoảng 70 đến 71.5 ờ, Tiếp theo Nhóm ngành thứ tư là nhóm ngành hóa chất thì chúng ta sẽ phân tích ba mã cổ phiếu CSV ờ, Đối với CSV Không hiểu vì sao một tuần này thì tạo lập người ta không thể đánh vừa thoát được cái vùng 31.5 hơi tiếc nuối Ờ, nhưng ở trong ngắn hạn thì ở đây sau một cây nến đẩy tăng mạnh ở đây thì nó có hai tuần test tích lũy Đó, hai tuần test tích lũy và hiện tại thì cái điểm test tích lũy trên vùng 30.5 là tương đối đẹp hơi tiếc nuối một tí đóng cửa ở vùng 31.5 thì đẹp 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 hơn đẹp quá Ờ, như vậy ngắn hạn ở đây tuần tới và tâm điểm của những cái thời gian sắp tới đó là uh, cái xu hướng mà nó có bắt đầu nó vượt thoát cản vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 thì khi đó chúng ta sẽ đi xây target thêm còn trong trường hợp nếu bị thủng vùng 30.5 thì như vậy là chúng ta cần phải tính toán một cái điểm test kỹ thuật tức là nó sẽ quay lại test lại cái hỗ trợ à test lại kháng cự này thì bên này nó sẽ trở thành hỗ trợ hỗ trợ và nó sẽ quay trở lại nó test ở à, DGC trong tuần thì cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến Chủ đạo là DGC tiếp tục test cung ở biên kỹ thuật 51 và có thể rơi xuống vùng 50.5 à, Nhìn về xu hướng này thì tuần tới DGC cũng sẽ tiếp tục ở vùng 51.5 đến vùng 51 và đến vùng 50.5 Tức là xu hướng thì DGC hiện tại lực cầu đang khá là yếu Đồng thời tín hiệu đường MACD nó đang cắm xuống đỏ như thế này Thì cái khả năng mà cổ phiếu mà tăng mạnh nó là gần như là không có Cổ phiếu thứ ba đó là LAT đối với lát thì cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại cũng đang tương đối là đẹp và đối với lát thì trên chạc kỹ thuật tuần thì đang có những cái tín hiệu khá là hay ở sau một cái giai đoạn nó đi sideways ở vùng 8 đến vùng 9.5 ở đây vùng 8 9.5 thì hiện tại cái lực cầu nó bắt đầu được phân bố khá là tốt ở thời điểm này và đấy là những cái cơ sở quan trọng để kỳ vọng là lát có thể bắt đầu một cái trang kỹ thuật tăng thì đối với con này á, thì ngày xưa ở cái cái nhịp này thì hùng cũng đã phân tích một cái nhịp mà tất cả những cái tài khoản trong team hùng lê cũng đã có một nhịp ăn rất là tốt nhịp này vậy thì ở ở đây cũng như vậy sau một cái giai đoạn nó tích lũy đây các anh chị nó tích lũy cực đẹp rồi thì nó sẽ cần thêm tín hiệu dòng tiền và sau đó thì cổ phiếu sẽ vượt thoát cái vùng 9.5 và khi nó vượt thoát được vùng 9.5 năm thì target khả năng nó sẽ đi về khoảng vùng 13 13.5 ở đây là target một như vậy là chúng ta cũng đã có một cái target kỹ thuật cực kỳ đẹp luôn đó nếu như nó về đúng theo cái kịch bản phân tích này của chúng ta rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích sóng ngành khu công nghiệp thì chúng ta sẽ có các cái mã cổ phiếu một là KBC KBC ở hiện tại thì cái thời điểm này dòng tiền đang bắt tương đối dòng tiền đang bắt lại tương đối khá là tốt của KBC trung bình đã có được khoảng tầm từ 8 đến khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu trên một phiên và như dự báo thì trong tuần vừa qua KBC tiếp tục tuần trước cũng như vậy đúng không ạ? Chúng ta dự báo cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của KBC quanh vùng 24 24.4. Tuần này cũng như vậy ở 24 24.4 và đây các anh chị có thể nhìn thấy những cái cây nến của KBC nó liên tục test tích lũy lại vùng này và cây nến kết tuần thì cực đẹp rồi. Dòng tiền đẹp. Đó, dòng tiền đã vượt thoát trung bình 21 phiên và đánh tiệm cận vùng 10 triệu cổ phiếu trên một phiên là lực cầu rất là ok. Như vậy thì với một cái lực cầu và cái tín hiệu như thế này thì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng ở vùng 26.5 đến vùng 27. Đây là target kỹ thuật của KBC. ITA hiện tại vẫn đang vùng tích lũy và đối với cổ phiếu ITA thì đây các anh chị nhìn này. Chúng ta đang, nó đang tích lũy ở một cái vùng sideways đi ngang. Như vậy thì với những cái tài khoản mà chúng ta xác định là đánh dài ITA thì chúng ta gom từ từ, dần dần để chúng ta chờ đợi cái tín hiệu dòng tiền. Và ITA sẽ đánh khi mà một tuần nó sẽ phải giao dịch được khoảng tầm độ 100 triệu cổ phiếu trên một phiên. 100 triệu cổ phiếu các anh chị nhé và bây giờ bây giờ một tuần nó chỉ mới đạt được đâu đó là 4 triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên như vậy là nó phải gấp khoảng tầm độ bao nhiêu lần được các anh chị đó, 20 lần nữa 20 lần nữa thì khi đó đó, khi đó thì chúng ta mới xác nhận rằng à dòng tiền lớn nó bắt đầu vào và khi dòng tiền lớn nó bắt đầu vào thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta theo cá mập đó, chúng ta không tạo lập được nên là chúng ta bơi theo họ cổ phiếu SSC SSC thì nhìn chung là tín hiệu trong tuần khá tốt đúng không nó có điểm chỉnh cung lại quanh vùng 30.5 đến vùng 31 như vậy là tạm ổn tuần này thì đóng cửa vùng 32.55 à, Tuy nhiên là cũng cũng chưa thực sự happy lắm dòng tiền thì cũng đang duy trì tạm ổn à, sấp sắp xỉ quanh trung bình 21 phiên ở đây thì chúng ta sẽ nhìn như thế này thứ nhất là bây giờ nó đã tạo thành một cái phân kỳ giảm trong ngắn hạn vì vậy là cổ phiếu này muốn tăng thì nó cần phải có một cây nến đẹp xanh đẹp mạnh và lực cầu tốt để đẩy nó vượt thoát lại vùng 33 34 ở đây. Đó khi mà nó break vùng 34 lên rồi thì cái đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi xây những cái target kỹ thuật ngắm tới ở vùng cả tiếp theo ở khoảng vùng 35 đến à, vùng 36 đến khoảng vùng 37 các anh chị. Còn à, tuần tới thì khả năng nó vẫn có thêm những cái điểm tích lũy kỹ thuật ở quanh vùng 3 11.5 đến khoảng quanh vùng 32 Nói chung tích lũy được quanh vùng đấy là đẹp Và đối với SSC cũng như vậy Hiện tại thì cũng đang ngắm à, Cái xu hướng của cổ phiếu này là ngắm xu hướng tuần nắm xu hướng tuần các anh chị sau những cái nhịp tích lũy tuần ở đây và chờ đợi những cái tín hiệu vượt thoát vùng 35 thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ gia tăng thêm vị thế của cổ phiếu bởi vì khi mà cái tín hiệu này xuất hiện á khi cái tín hiệu này xuất hiện và dòng tiền thì nó tiếp tục duy trì ổn định như các phiên gần đây là tốt đó là tốt rồi và khi tín hiệu này xuất hiện thì như vậy là chúng ta có thể kỳ vọng là target tiếp theo nó có thể đánh về vùng 50 đến tận vùng 55 như vậy là chúng ta sẽ có một nhịp sóng tương đối ổn định của FTC ở đây Ok, uh, tiếp theo là mã cổ phiếu IDC đi, IDC ngắn hạn thì chưa có nhiều uh, các cái đột biến đâu. Nhìn chung là nó vẫn uh, đang tích lũy này và tuần này thì tiếp tục ở vùng 3.5 đến vùng 38, cản ngắn ở đây là vùng 39, uh, xa xa hơn thì ở vùng 39.5 đến vùng 40. Uh, cổ phiếu VGC, VGC. <laughs> VGC thì nhìn chung là trong tuần vừa qua cũng chủ đạo là tích lũy ở cái biên hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta đề cập đây 32.5 đến vùng 33. Có hồi phục lên nhưng mà nó chạm phải vùng cản 34, 34.5 ở đây thì nó bắt đầu bị hồi lại Tức là tuần tới thì khả năng theo quan điểm của Hùng thì nó sẽ tiếp tục uh, dình dàng ở đây uh, Rồi đến cái tuần giao dịch tiếp theo, tuần sau đó thì khi đó thì chúng ta mới tính toán thêm cái xu hướng Và uh, hiện tại thì tín hiệu đường mát cũng bắt đầu có cái sự uh, chuyển pha Như vậy đấy là một tín hiệu tốt uh, Tuần này thì tuyển thêm cho anh chị một mã cổ phiếu uh, Một mã cổ phiếu đó là mã cổ phiếu DTD Uh, thằng này cũng là khu công nghiệp tín nghĩa hình như nếu không nhầm thì như vậy Và Đó thì Có bổ sung thêm cái mã cổ phiếu của ngày hôm qua có bổ sung thêm khu công nghiệp tín nghĩa ở Vùng 15 15, 8, 16 chúng ta tiếp tục vào vị thế và phiên ngày hôm nay uh, thì chúng ta sẽ xem thử tín hiệu kỹ thuật đây đó 15 đến khoảng vùng 16 Rất là đẹp Và trong phiên ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có cái vùng 15 8 đến 16 Và nếu không nhầm thì phiên ngày hôm nay tiếp tục có à Phiên ngày hôm nay thì không có còn phiên ngày hôm qua thì có đó à, Và hiện tại thì ở phiên ngày hôm nay thì nó đóng một cây nến kịch trần với một lực cầu hai triệu cổ phiếu trên một phiên Và cổ phiếu này thì cũng đang ngắm trên trạc kỹ thuật tuần Tức là ở giai đoạn hiện tại thì dòng tiền của tạo lập đã bắt đầu đi vào cổ phiếu và đồng thời thì cổ phiếu cũng bắt đầu hình thành được một cái diện một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn ở đây thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta sẽ uh, thu gom và cái mục tiêu tiếp theo của nó ở uh, sẽ sẽ phải đánh vượt thoát cái vùng cản 21 đến khoảng vùng 22 đây và khi vượt thoát cái vùng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích uh, các cái uh, xu hướng kỹ thuật và cái target tiếp theo. Rồi, uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành bất động sản dân cư thì như các anh chị đã nắm được rồi. Đối với nhóm ngành bất động sản dân cư thì cũng đã có phân tích cho các anh chị từ cái sóng ngành này bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 và đến thời điểm hiện tại thì cũng vẫn đang tiếp tục bám sát và trong tuần vừa qua thì dòng tiền lại tiếp tục quay trở lại đối với nhóm ngành này và đấy là một tín hiệu kỹ thuật cực kỳ là tốt. Đặc biệt là nhóm ngành bất động sản dân cư đã có một nhịp chỉnh cung rất là tối ưu. theo cái phân tích kỹ thuật ở trên bản tin tuần video số 173 và video số 174 thì chúng ta đã lựa chọn đã tìm ra được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực đẹp của cổ phiếu sau một cái nhịp tăng tốt và chúng ta sẽ đánh giá lại thì đối với sao đây các anh chị. À anh sao anh sao đây. Đó đúng không ạ? Và khi nó gặp cản ở đây, đó là cản 26 thì cũng đã có phân tích một cái nhịp chỉnh cung. Và nhịp chỉnh cung ở bản tin tuần video số 173 đến 174 chúng ta tiếp tục đánh giá ở vùng 23 23.5. Tuần này đấy các anh chị, tiếp tục có vùng 23. Và sau đó thì chúng ta nhìn thấy một cây nến bắt đầu báo hiệu cái sự tích cực của cổ phiếu này và cây nến tiếp theo và đến cây nến ngày hôm nay thì như vậy là À, cái xu hướng tuyệt vời của SEO và như vậy nó sẽ tiếp tục hướng lại vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 26 26.3 khả năng về đến vùng này nó sẽ rung lắc các anh chị lưu ý đó. có phân tích thêm cái mã cổ phiếu DG DG ngày hôm nay thì tím lịm và đối với DG chúng ta nhìn thấy rằng ở vùng 16 16.5 đó là vùng chỉnh cung ở nhịp 1 và trong tuần này trong tuần này cũng đã tiếp tục gì ạ có những cái dự báo khả năng cổ phiếu sẽ quay trở lại chỉnh cung kỹ thuật ở đây và các anh chị nhìn thấy hai cây nến ở đây ạ thì nó đã đi về cái vùng chỉnh cung và sau đó thì bắt đầu có một cái lực phục hồi đó, và cây nến kết tuần thì không còn gì phải trên nữa rồi như vậy là DG đã chính thức bay cản 18 và với một cái lực cầu đánh tương đối là tốt tương đối là tươm ở trong cái giai đoạn hiện tại thì như vậy là DG của chúng ta như vậy nhịp này thì DG sẽ hướng về vùng 20 21 22 ở đây đây sẽ là những cái vùng cản kỹ thuật mà DG sẽ hướng tới sau cái tuần mà chúng ta nghỉ lễ đó, nghỉ lễ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 các anh chị nha và khả năng khi về đến đây thì chúng ta sẽ có cái sự rung lắc ở trên này đất xanh cũng là một mã cổ phiếu rất là yêu thích ở trong cái giai đoạn vừa qua và đối với đất xanh ở nhịp 1 thì cũng đã phân tích hoàn thành cái vùng giá target 14 và bắt đầu chỉnh cung thì đối với chỉnh cung có hai vùng chỉnh cung kỹ thuật đúng không ạ nhịp 1 là chúng ta phân tích vùng hai đến vùng 13 và nhịp 2 thì có thể tính đoán là vùng 12 đến khoảng vùng hai và trong tuần vừa qua trong hai tuần đấy các anh chị thì nó liên tục kiểm tra cái vùng 12.5 đấy và đây các anh chị đó, có một cây nến doji sau đó thì nó tiếp tục hồi lên và nó tiếp tục có những cái điểm test moon lên đây thì chính cái đến ngày hôm nay chính là cái điểm mà mô phỏng ở đây thôi, mô phỏng thôi các anh chị. À, lực cầu của hai phiên kết tuần thì khá là đẹp đối với đất xanh, như vậy thì nó sẽ tiếp tục hướng lại cản 14 và đến 14 thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp. HDG cũng là một mã cổ phiếu rất là cơ bản, ok đúng không? Đó, vùng chỉnh cung kỹ thuật này các anh chị nhìn thấy đây ạ. Đó, vùng dự kiến ở khoảng quanh vùng 30 30.7 đến khoảng vùng 31 30.7 đến vùng 31 cây nến ngày thứ hai có vùng 31 và sau đó nó vượt thoát bay lên à, và với lực đánh này thì không có gì phải ngăn ngại nữa cả rồi như vậy là khả năng xu hướng khỏe mạnh các thứ tuần tới thì nó sẽ công lại cản ở đây là cản 34 à, khỏe khoắn hơn thì ông sẽ lên được ở đây là cản 35 34.5 đến khoảng cản 35 đây là một cản tương đối là mạnh thì chúng ta lưu ý và đến thời điểm hiện tại thì những cái điểm mua uh, của cổ phiếu nó sẽ không còn nữa các anh chị nhé điểm mua là những cái điểm này đó là những cái điểm hỗ trợ HDC cũng hoàn toàn tương tự như vậy đối với HDC thì sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành vùng 34 34.5 thì cũng đã có dự phóng các cái vùng chỉnh kỹ thuật thứ nhất là nó sẽ chỉnh về 32 điểm sâu hơn thì sẽ là ở vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 đây thì nhịp 1 này là nó chỉnh về vùng 31.5 và nhịp 2 này về vùng 32 và trong tuần vừa qua thì cái điểm sâu nhất là vùng 32.1 tức là như vậy là cũng rất là sát rồi các anh chị nhé cực kỳ sát cho các anh chị những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật mà để mà chúng ta có thể thu gom và một cái lực vượt thoát đánh lên như vậy tuần tới thì nó lại về vùng kháng cự rồi à, lên đến cái vùng này thì chúng ta nên biết sợ hãi một tí à, về đến vùng này thì khả năng nó sẽ rung lắc sau khi rung lắc thì nó sẽ tích lũy lại ở quanh vùng 34 đến khoảng vùng 34.5 như vậy ở đây có hai ý một là tuần tới nếu như nó không đánh bật luôn mà nó vẫn tích lũy ở vùng 34 34.5 thì các tài khoản cầm chúng ta có thể thể mua thêm còn đua xanh là không đua đó, test công kỹ thuật thì các anh chị có thể mua thêm để chúng ta kỳ vọng nhịp này nó sẽ đánh break cản 36. Nghi nghi khả năng là sẽ đánh break cản 36 để hướng đến vùng 38, đó là định hướng của HDC. Nam Long cũng uh, tuyệt tuyệt đẹp rồi, tuyệt cú mèo đúng không ạ? Thì đối với Nam Long ở trong một cái điểm cũng có phân tích ở đây này, các anh chị uh, nắm rõ được cái ý đồ rồi đúng không ạ? Ờ, nếu có chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh lại vùng 30 uh, quanh vùng 30 29.7 đến khoảng vùng 30. Đây là những cái vùng test cung kỹ thuật lại sau một cái điểm bởi vì khi mà chúng ta phân tích ở bên này thì 30 là kháng cự thì khả năng cao nó sẽ test lại và cây nến này là nó test lại ở vùng 30.02 à 30.2. Tức là chỉ có cách 200 đồng thôi. Như vậy là những cái những cái dự báo của chúng ta cũng tương đối là sát đó. So với những anh chị em mà chúng ta phải đua ở trên này và đến đoạn này là bị bán lỗ đi. Đó thì chúng ta canh những cái vùng này. Rồi và cái đến kết tuần thì cũng không có gì phải bàn nữa cả Đúng không ạ Nam Long tăng kịch trần Tăng kịch trần các anh chị Và chúng ta sẽ hướng tới vùng target kỹ thuật 35 ở tuần tới Nhà Từ Liêm Nhà Từ Liêm cũng cực đẹp Và đây các anh chị này Tất cả những cái phân tích Ví dụ như là NLG đó Thì ở đây nó sẽ Mạng có vẻ đang bị chậm NLG nó sẽ hiển thị hết tất cả các cái dòng thời gian mà chúng ta có phân tích về mã cổ phiếu của Nam Long ví dụ ngày 19 tháng 4 đây tại ngày 19 tháng 4 đấy anh chị đấy. kết hợp với bản tin tuần video số 173 hiện tại thì nhóm ngành bất động sản của chúng ta có những cái vùng dự chỉnh ở đâu dự chỉnh ở điểm nào thì đây sẽ là những cái vùng mà các anh chị à, chúng ta canh về mặt xu hướng ví dụ đất xanh 12.3 12.5 đó thì đối với nhà từ liêm trong tuần nó đánh rất khỏe khi mà nó gặp phải cái vùng kháng cự 21.5 21.2 21.5 thì dự kiến trong cái dự kiến của cá nhân Hùng Lê là diện cổ phiếu này sẽ tiếp tục đạp lại một nhịp nữa đó đạp lại một nhịp nữa để nó chỉnh cung và tích lũy để nó tiếp tục đi Ờ à, tuy nhiên cây nến này là nó diện nó đánh vượt thoát cái vùng kháng cự như vậy thì có hai cách một là chạm kháng cự để tích lũy trở lại hai là break kháng cự và test lại kháng cự như vậy thì À, tuần tiếp theo thì nhà tư liêm sẽ có xu hướng test lại vùng 22 và điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 21.2 đến khoảng vùng 21.5. À, trên trang kỹ thuật tuần thì nói chung là nhìn về xu hướng thì nhà tư liêm cũng bắt đầu đi vào trên kỹ thuật tuần rồi và khi mà cổ phiếu mà à, nó tăng ở trên trên kỹ thuật tuần đó các anh chị thì nó sẽ đi rất là dài và rất là xa. đó Và chính vì vậy nên là ông đã phân tích cái sóng ngành uh, bất động sản dân cư từ ngày 20 tháng 3 và các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần. Uh, cổ phiếu tiếp theo KDH cũng rất là ok. KDH là ok nhìn về mặt tín hiệu kỹ thuật ở đây đó. Trong những tuần gần đây thì cũng có phân tích cái vùng chỉnh kỹ thuật 27.5 27.8 đến vùng 28. Và trong tuần vừa qua thì nó vẫn tiếp tục đi về hai cái nến và sau đó rút chân lên và cái nến cái tuần thì nó cũng có một cái lực tăng uh, rất là đẹp, lực tăng rất là đẹp và nó tăng kịch trần ở đây. À, thì uh, như vậy là đối với KDH ở đây thì chúng ta cũng có thể uh, ngắm đến cái vùng kháng cự tiếp theo của tuần tới đó là vùng 30 đến vùng 30.5. Và xa xa hơn xa xa hơn thì có thể ngắm lên vùng 31, 32 được đấy. À, có thể ngắm đến vùng 32 được đấy bởi vì là cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của uh, của Nam Long thì uh, của KDH thì nó đang tương đối là đẹp. Đạt Phương cũng cực kỳ đẹp. Đạt Phương ở trong xu hướng hiện tại cũng uh, cực kỳ là ok. Các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật mà ông đã có phân tích ở đây Đó là vùng 28-28.5 đấy các anh chị Và trong tuần này thì suy soát có một cái điểm chỉnh ở vùng 28 ở đây Và Đạt Phương cũng tiếp tục có một lực đánh cực kỳ là đẹp Dòng tiền tương đối ổn định Ở đây thì chúng ta thấy rằng là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 30 À xin lỗi cả nhà vùng kháng cự ở quanh vùng 32 Đến khoảng vùng 33 Và tuần này thì Đạt Phương đang công về cái vùng kháng cự này và sau những cái cây nến mà nó công kháng cự đây thì hai cây nến này là hai cây nến test cực đẹp đối với đạt phương và xu hướng ở đây đó là ở vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 ở đây là hợp lý. Đó, và nó tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là hoàn toàn chúng ta có thể tự tin để chúng ta ngắm lên nhịp này ở quanh vùng 35.5 đến khoảng vùng 36. Ngoài ra thì có bốn cái mã cổ phiếu đầu cơ gồm có là HQC, SCR, LDG và DRH thì tuần này thì mình chỉ phân tích hai con thôi, HVC và SCR, đấy là hai cái con mà uh, khả năng ở trong nhịp này cũng đang uh, kỳ vọng, đang uh, đặt niềm tin vào nó. Thì đối với HVC hiện tại là chúng ta cũng ngắm ở trên chart kỹ thuật tuần, còn đây là chart kỹ thuật ngày. Uh, tuần này thì nó test tích lũy ở quanh vùng 4.4 khá là đẹp và cản tiếp theo của nó là vùng 5. Uh, còn trên chart kỹ thuật tuần thì mình ngắm qua một tí, đó. Đó thì uh, nhìn về mặt uh, cơ đồ là cũng đang khá là ổn rồi đấy, khá là ổn rồi đấy. Đó chỉ cần một cái dòng tiền lớn và cái cái, cái gói 120.000 tỷ mà nó có thêm các cái tín hiệu kỹ thuật thì khả năng cao là chúng ta sẽ uh, ngắm cái vùng cản tiếp theo ở quanh vùng 3 5.3 ở đây để chúng ta có những cái cơ hội uh, vượt thoát lên đó. Vượt được 5.3 thì chúng ta sẽ xây target lên 7 nhưng ngắn hạn bây giờ chúng ta sẽ ngắm ở cản 5 với cản 5.3 đó. Cổ phiếu SCR cũng như vậy, SCR cũng là một mã cổ phiếu mà cái tính đầu cơ của nó cực kỳ hay. Đây các anh chị, khi mà SCR đánh từ vùng uh, giá 4 đến nó lên đến tận khoảng quanh vùng 22. Các anh chị từ 4 lên đến 22 và sau đó thì nó cũng hình thành những cái sóng chỉnh uh, rất là là mạnh mẽ sau này. Và sau cái sóng chỉnh đó uh, và hiện tại uh, hiện tại thì SCR của chúng ta đang gặp một cái cản tám ở đây. Đó thì thông thường cũng như vậy thôi khi mà ở bên này nhá sau một cái nhịp mà đánh tăng đây các anh chị này thì đây cái tính tạo lập của nó thì nó cũng không có gì đâu những cái gì mà trong quá khứ nó diễn ra đó thì nó cũng ngập ngừng quanh tám đúng không ạ rồi sau đó nó đánh break mạnh và nó rũ một nhịp ở đây nhịp này là gần như nó rũ hết tất cả những cái ông mà đua theo nó ở đây để nó đánh đánh hết thì ở đây cũng như vậy thôi bây giờ nó gặp cản tám thì khả năng cao nó sẽ cần thời gian nó không không nhanh được đâu các anh chị khi mà nó vào trend lớn nó không nhanh được và nó ngập ngừng ở đây và cũng có thể có một nhịp nó đánh về 10 và sau đó nó rũ sạch một cái nhịp lốc ao ở bên này rồi sau đó thì nó mới bắt đầu nó hút hút dòng tiền lên à, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép gồm có mã cổ phiếu HPG HPG thì trong tuần khá là tốt Nói chung là các tài khoản mà các anh chị đang cầm thì chúng ta cứ cầm ở Hiện tại ở đây ở trong 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần gần đây thì vùng 20.4 đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt Và vùng kháng cự ngắn của nó là vùng 22 đến vùng 22.5 Như vậy ngắn hạn thì nó có một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật ở đây Và tuần tới thì các anh chị lưu ý ở vùng 21.4 để chúng ta đánh giá thêm <laughs> Hoa sen ở trong thời điểm hiện tại Như vậy là trong tuần thì hoa sen cũng đã về, đã chỉnh cung và nó chỉnh tương đối sát về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của chúng ta có phân tích ở đây, đó là quanh vùng 14 đến khoảng vùng 14.3. Điểm sâu so nhất của nó là nếu không nhầm thì là 14 14.4 nhưng mà phải một thôi. Và sau đó cái nến tiếp theo thì nó có một cái tín hiệu phục hồi để uh, nó lấy lại vùng 14.9. Uh, một cái nến tăng mạnh và hai cái nến lấp lại thì đây là một cái xu hướng kỹ thuật rất là bình thường. Như vậy tuần tới thì tiếp tục uh, đánh giá cái 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 nền tảng hỗ trợ của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 15.3. Nam Kim Nam Kim trong tuần đã quay trở lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 14 và rất may là vùng 14 nó không bị phá vỡ. Cây nến thứ nhất phá vỡ nhưng cây nến thứ hai là nó lấy lại được vùng 14 và cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Sau một cây tăng mạnh thì nó đang có hai cây lấp lại ở cái gáp tăng đó. Như vậy cái gáp tăng nó có thể lấp lại ở khoảng quanh vùng 14.3. Tuần tới thì tập trung để đánh giá thêm ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Cổ phiếu VGS thì cũng không có gì cả đâu. Đấy, à các anh chị mà đặt mua ở vùng 12 ngon quá đúng không ạ? Đấy, 12 ít nhất là không lỗ cái đó. Rồi sau đó nó lên vùng 13.5 đến vùng 14, như vậy là tạo lập của con này nó tương đối là dễ thì chúng ta cứ bám sát theo cái đó để chúng ta làm đánh thôi. Vật liệu đầu tư công và ngành đầu tư công ở trong ngắn hạn thì nó phải nói là hai cái nhóm ngành này nó đã tăng khá là tốt. Chính vì vậy nên ở trong thời điểm hiện tại nó gặp phải kháng cự và cùng với đó thì dòng tiền chưa được khởi thông. Theo như Hùng được biết là như vậy nó đang bị vướng mắc. Uh, nên uh, nó đang có những cái xu hướng ngập ngừng và quay tư lũy trở lại Thì ở đây đối với KSB chúng ta chú ý ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 24.5 Khả năng thì tuần tới nó sẽ tiếp tục test lại vùng đó Và điểm sâu hơn sẽ là vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 uh, PLC cũng đã tăng rất là tốt rồi Đạt max target 35 trên 35 và hiện tại nó đang chỉnh cung Như vậy nhịp chỉnh cung một thì nó sẽ chỉnh lại quanh vùng 31 Điểm sâu hơn thì 29 đến vùng 30 trong tuần thì chủ đạo là nó đi ở quanh vùng 31 và tiệm cận đến vùng 32 và hiện tại đang dập dìu như thế này như vậy thì khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng 31 còn điểm sâu hơn thì ở đây thôi và vì cái tín hiệu đường MACD nó đang nó đang đỏ nên chủ đạo là chỉ canh canh cái điểm chỉnh cung thôi đó còn khi nào mà đường MACD mà nó nó căng đét xanh như này này đó khi mà đường mát mà nó căng đét xanh như này thì chúng ta sẽ gì bắt đầu đi phân tích những cái diện những cái vùng kháng cự thì nôm na nó là như vậy rồi BCC thì hiện tại cũng không có nhiều đột biến đâu trong tuần thì chủ đạo ở đây biên hỗ trợ kỹ thuật à, Đâu 10.7 đến 11 nó đang tiếp tục tích lũy và khả năng có kéo thì nó kéo về được quanh vùng 1.5 à, HT1 <laughs> HT1 thì trong tuần như vậy là nó HT1 nó đang bắt đầu có sự suy yếu các anh chị nhé nhìn đường mac này Để chúng ta hiểu được cái cái binh tình của cổ phiếu và à, Khả năng thì tuần tới 13.5 đến vùng 13.7 nó tiếp tục tích lũy ngang trong trường hợp thủng 13.5 thì như vậy chúng ta phải tính toán ở vùng 27 đến vùng 13. Ngành đầu tư công, chúng ta phân tích mã cổ phiếu VCG, VCG, VCG nhầm. <laughs> Nhìn chung, trong tuần thì VCG tiếp tục tích lũy lại vùng 19 và khả năng tuần tới thì vẫn như vậy thôi. À, chưa có nhiều động lực, tín hiệu đường mát vẫn đang tương đối là xấu. FCN cũng hoàn toàn tương tự, ở đây đó là biên uh, biên nào biên 11 đến biên hai khả năng từ tuần tới nó cũng sẽ tiếp tục tiếp tục tích lũy ở vùng này thôi uh, động lực về dòng tiền hiện tại đang khá là yếu và phải cần phải có một cái gì đấy nó mạnh mẽ hơn cơ đánh thế này chưa được uh, c4G phát hành cổ phiếu 10 và hôm nay là chốt hạn cuối cùng uh, Tuy nhiên lực đánh của c 4G thì cũng không thực sự là thuyết phục nên khả năng là uh, nhịp tăng vốn này khó để mà thành công tuyệt đối vùng 11.5 vùng 11.7 dự kiến sẽ tiếp tục À, những cái điểm test cung kỹ thuật và à, khả năng sâu sâu hơn ở đây này thì nó vẫn có những cái điểm nhún lại 11.3 đó hơi kém nói chung là phát hành vốn nó phải đánh tưng bừng lên cơ anh em mới bơm tiền vào anh em mua cho chứ mà phát hành vốn mà cứ đánh xì sụp như này thì thì mua làm cái gì đúng LCG thì không có nhiều đột biến vẫn như vậy thôi vùng 11 2 11 năm khả năng sẽ tiếp tục tích lũy và ở đây nó có kháng cự ngăn ngắn ở đây vùng 13 và chưa có thể chưa có thêm các cái, các tín hiệu mới để mà chúng ta phân tích g 36 ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật 6.4 6.5 ở vùng này có thể thu gom dần dần nhẹ nhẹ và đâu đó vùng 7.4 7.5 ở đây này kháng cự nho nhỏ thế này thì có thể bán bớt đi trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ lướt ngắn như vậy thôi Uh, rồi uh, chúng ta sẽ phân tích sang nhóm tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí thì uh, đối với uh, VKT như các anh chị em biết rồi như vậy sau khi mà lên được vùng 82.3 thì VKT chỉnh và nó liên tục chỉnh và tuần này thì uh, uh, theo như cái dự báo mùng kỳ vọng ở vùng 75 76 thì bây giờ hiện tại là đang có xu hướng bị mất vùng 75 trong trường hợp bị mất vùng 75 thì khả năng là nó sẽ chỉnh cung một nhịp nữa khả năng là về 72.5 bởi uh, bởi đường mà ACD nó đang cắm như thế này thì khó mà khó mà tăng Vậy thì điều này nó cũng sẽ có những cái tác động ít nhiều, nó sẽ có những cái tác động không tốt đối với nhóm ngành dầu khí và chúng ta sẽ đi phân tích một số các tín hiệu kỹ thuật. Đối với PLX trong tuần nhìn chung thì nó cũng chỉ cày bừa quanh vùng 36.5 đến khoảng vùng 37. Mục tiêu ngắn hạn sơ sơ thì có thể đánh lại chạm lại cản vùng 38 năm ở đây rồi sau đó nó sẽ có một cái nhịp chỉnh cung test lại. Lực cầu đang khá là thấp nên cái xu hướng mà cổ phiếu đi xa, đi bền nó cũng chưa chưa có nhiều đâu cổ phiếu PVS ở trong tuần thì nhìn chung á, là vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây 25 25.2 đó nhiều trong tuần thì nó cũng chủ đạo nó đi ở vùng này thôi đó và đóng cửa ở vùng 25.3 như vậy thì cũng khá là sát cái vùng hỗ trợ thôi dự báo thôi ở nhìn chung thì đường mát cũng đang khá là hứng hờ nên khả năng tuần tới sẽ tiếp tục vùng 25 sâu sâu hơn thì đây sâu sâu hơn thì đây vùng 24,6 nếu chúng vùng khoảng quanh vùng 24,6 đến khoảng vùng 25 ở PVD PVD trong tuần chỉnh cung khá là đẹp nói chung là nó sẽ test lại với đây này. bên này thì bây giờ nó kéo sang bên này tức là những điểm chỉnh cung mà khoảng quanh vùng 20 khoảng quanh vùng 20 20.1 khá là ok và tuần tới tuần tới thì 20.5 20.7 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ ngắn để cho PVD Uh, ngắm tới vùng cản kỹ thuật 21.5 đến khoảng quanh vùng 22 dự dự như thế này thôi còn giá dầu nó chưa 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 tốt lắm ở uh, BSR tín hiệu tuần tuần thì khá là ok như vậy là trong tuần một cây nến rất là quý báu ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai khi BSR uh, đi về cái điểm điểm sâu nhất ở đây là 15 năm như vậy 15 năm và sau đó thì uh, gì ạ cây nến tiếp theo à, những cái nền tiếp theo nó đều test về vùng 15 năm và kết tuần thì nó lấy lại được cái biên hỗ trợ 15 8 đến 16 như vậy là khá là ok à, trong ngắn hạn trong ngắn hạn trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng 16.5 Hàng bây giờ sẽ ngắm lên vùng cản 16.5 đến 16.7 đến vùng 17 tức là chúng ta lại tiếp tục uh, xoay về cái vùng cản kỹ thuật ở đây các anh chị lưu ý oi nhìn chung ở trong tuần thì cũng không có uh, nhiều uh, các cái yếu tố đột biến chủ đạo thì nó vẫn tiếp tục ở vùng 8.9 khá là đẹp nói chung là mua quanh vùng 8.9 thì vẫn chưa bị lỗ đóng cửa vùng 9.1 và ở đây thì như vậy thôi khả năng đi tuần tới nhìn về mặt ý đồ này thì cũng 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 khả năng vẫn sẽ còn những cái cây nến kiểu kiểu như thế này nó nó kéo xuống rồi nó lại đập lên nó kéo xuống đập lên và chờ đợi một cái dòng tiền dòng tiền nó phải tốt một tí cơ dòng tiền nó phải đánh khoảng tầm từ triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên thì khi đó mới ám được chứ còn nếu mà cứ khoảng tầm độ 3 400.000 thì như vậy là nó vẫn cứ đánh theo kiểu mùi mẫn này thôi Ok tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành banh Thì đối với nhóm ngành banh thì các anh chị lưu ý là chúng ta đã phân thành 3 nhóm Nhóm thứ nhất là nhóm đã tăng từ 13 tháng 10 thì tiếp tục có những cái tín hiệu đi sideways ở trong biên hẹp Và đối với nhóm này thì chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu như sau đối với công banh <laughs> trong tuần thì có chỉnh cung và nhìn chung thì nó vẫn giữ lại được cái hỗ trợ 88 tương đối là đẹp và ba cái liên kết tuần thì cũng đang có sự phục hồi sự phục hồi này thì có thể kỳ vọng ở quanh vùng 92 92.5 và về đến vùng này thì nó sẽ chỉnh cung đó để chúng ta lưu ý hỗ trợ thì có thể lướt lát được nói chung là như vậy ở BIDV BIDV thì như dự báo thôi trong tuần thì BIDV đã tiếp tục quay trở về vùng 43.5 đến vùng 44 để bốn nó tiếp tục test cung kỹ thuật ở đây và nó đóng cửa đúng vùng 43.5 tức là cái biên dưới của cái biên mà chúng ta dự báo Ờ, nhìn chung thì khả năng tuần tới với cái xu hướng này thì nó sẽ quay lại vùng 43 và trong trường hợp nếu như bị thủng vùng 43 thì khả năng khi đó phải tính toán đến những biên sâu hơn đó là vùng 41.5 đến khoảng quanh vùng 42. mã cổ phiếu tiếp theo công thương <laughs> công thương ở đây thì cũng đang như dự báo thôi là công thương đã quay trở về test lại hai cái vùng hỗ trợ kỹ thuật một là nó sẽ test ở vùng 28.5 hai là nó sẽ quay về vùng 28 đến khoảng vùng 28. chấm mấy đây này 28.2 ở đây thì các anh chị nhìn thấy là cây nến ngày thứ hai thì nó chạm 2882 và cây nến của ngày thứ tư thì nó chạm đúng cái vùng 28 282 ở đây. Và sau đó thì nó diện nó có cái sự phục hồi đi lên nhẹ và sự phục hồi này thì cũng cây nến ngày hôm nay là khá là tươm này. Không hiểu là công thương có duy trì được tiếp hay không Nhưng nếu như mà sang tuần mà công thương vẫn cứ duy trì được cái lực cầu khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên Như vậy là tạm ổn để chúng ta có thể kỳ vọng nhịp này công thương lại tiếp tục phục hồi Và phục hồi về đâu? Vùng 29.5 đến khoảng vùng 30 các anh chị lưu ý là ở bên này thì chúng ta đã phân tích được một cái target của công thương ở vùng maximum 30.5. 30.5 là gần như gọi là target tuyệt đối đó. Còn bên này thì 30, các cái điểm này thì khoảng quanh vùng 29.5 đến khoảng vùng 30 như vậy, nhịp này như vậy, chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ hồi lại đây. Tất cả những cái mã cổ phiếu mà đã tăng từ từ 13 tháng 10 á, thì bây giờ nó bắt đầu nó nó cứ đi vòng đây các anh chị, các anh chị nhìn thấy ạ. Đáy này, đỉnh này, đáy này, đỉnh này, đáy này, đỉnh này lại lòng vòng ở gần đáy này con này là gần đáy rồi đấy. đấy điểm mua này nếu như mà chúng ta anh chị một lướt lát đặt ở khoảng vùng 25 25 mấy đây này 25 25 24.24.65 đó những cái điểm này là nó cũng khá là sát đấy đó, nó hồi lên và và cái xu hướng tuần tới thì khả năng ở vùng 25, 25, 2 nói chung là nó vẫn tiếp tục tích lũy ở đây thôi và trong trường hợp nếu như mà uh, nó tích lũy nó tích lũy thành công thì uh, nó tích lũy thành công ở cái vùng này thì cũng có thể là ngắm về cái vùng cản kỹ thuật ở đây quanh vùng 26 đã sẽ đánh giá thêm dòng tiền thì đang khá là thấp đối với STB ở liên Việt Postbank liên Việt Postbank thì báo cáo với anh chị là như vậy là chúng ta gần như cũng đã hoàn thành cái target của nó mắc đã của nó là có phân tích ở đây gọi là 15 trên 15 và sau đó thì chúng ta có phân tích vùng 13.5 13.7 và tiếp tục vùng 15 nhịp này cũng như vậy nhịp này thì 13.5 13.7 và phiên nói chung là cái phiên này thì cái cái tình huống này thì gần như là tất cả thánh cũng không phân tích nổi và chỉ có những cái ông mà ông ấy uh, chơi cái cuộc chơi này thì ông mới phân tích được chứ còn nói chung là thánh không phân tích phân tích được cái tình huống này bởi vì sau khi mà nó về mặt lý thuyết là cây nến thứ nhất là gãy vùng 13 5 và cây nến thứ hai là cây nến xác nhận thì thông thường là đến cây nến này thì đa phần mọi người sẽ bán đến cây nến ngoài này mọi người sẽ bán đó nhưng mà sau đó thì cổ phiếu này thì đánh kịch trần ở trong cái phiên <laughs> trong cái phiên đấy và nó lấy lại được cái vùng 13.5 13.7 tức là cái này là thánh phân tích và mình không phân tích được đó thì ở đây sau khi mà nó vừa thoát lên lại được á, thì nó sẽ có xu hướng test lại cản à, uh, test lại hỗ trợ như vậy là ở đây thì vùng uh, vùng 13 năm 13 7 khả năng sẽ tiếp tục có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật. Còn nếu như nó khỏe, nếu như nó khỏe thì nó chỉ test về cái 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 điểm điểm này thôi này là 13. 13.85 này. Đó, 13.85. 13.85. Nếu khỏe thì nó chỉ test về đây thôi. Còn nếu yếu thì nó sẽ test về sâu sâu thế này hơn một tí. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm vừa mới tăng. Đó, nhóm vừa mới tăng. Đấy banh nhóm vừa mới tăng và vi thì nó cũng đạt mắc target chúng ta phân tích ở đây và bắt đầu gì bắt đầu mặt hành trình chỉnh cung tuần này thì dự báo là nó sẽ chỉnh về điểm 19.1 và các anh chị nhìn thấy đây cây nến này thì gần như tuyệt đối 19.1 và nó rút chân lên cây nến liền sau đó thì nó tiếp tục uh, có những cái tín hiệu gì phục hồi và như vậy ngắn hạn thì nó đang phục hồi tương đối là tốt ngắn hạn thì nó đang phục hồi uh, phục hồi tương đối là tốt ở uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật 19.1 và có thể tuần tới thì nó có thể kéo lên vùng 20.3 sau đó thì nó sẽ chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 19.8 ở đây và tiếp tục có thể ngắm cái vùng cản kỹ thuật tiếp theo ở 20.5 đến khoảng vùng 20.7 đối với VB VBank. Ờ uh, Techcombank uh, trong tuần thì nó cũng đã chỉnh cung kỹ thuật về vùng dự kiến 287 đến vùng 29 và nó có cái sức bật lên và sức bật này thì nó cũng không có thể vượt thoát qua được cái cản chéo ngắn ở đây như vậy là hai cây nến nó đang chỉnh cung trở lại và với cái lực chỉnh này thì khả năng là nó sẽ tuần tới thì cái điểm 29.5 thì là đương nhiên nhưng mà cái điểm 29.2 hoặc là sâu hơn ở đây. Đó là vùng 287 đến vùng 29 có quay trở lại test lại không thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm nhưng uh, nhưng vùng 29.2 thì chắc chắn là sẽ quay về đây. Ờ uh, phân tích uh, tiếp theo đó là MBB. Thì uh, đối với MBB ở trong uh, trong 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 nhịp sóng vừa qua thì chúng ta cũng đã phân tích được một target của MBB đâu đó lên được vùng 18-9 đến vùng 19 và sau đó thì nó đã quay trở lại test cung nhịp một ở 18.3 sau đó dự báo tiếp ở vùng 18 và trong tuần video số 174 7374 thì đây phiên ngày thứ hai thì nó tiếp tục test về vùng 18 các anh chị và nó có cái điểm vừa thoát lên nhìn về tín hiệu kỹ thuật là đẹp bởi vì sao sau khi mà nó test xong và kết tuần thì nó nó nó, nó ngồi lại được ở trên vùng 18.3, như vậy là tạm ổn. Và với cái việc mà cổ phiếu ngồi lại như thế này thì có thể uh, có thể kỳ vọng ở có thể kéo lại ở vùng 18.6 đến khoảng vùng 18.8. Mà uh, rồi, ở nhóm cổ phiếu thứ ba là nhóm cổ phiếu đang kỳ vọng tăng thì gồm có mã cổ phiếu TPBank. Thì uh, TPBank quá tuyệt vời, phiên ngày hôm nay, phiên kết tuần thì TPBank cũng đã có một cái lực đánh tương đối là đẹp. Nó trong tuần thì chúng ta có phân tích cái vùng 22.5 vùng 23 và sau khi mà nó test thành công đấy tiếp tục test tiếp tục test và nó cây nến kết tuần thì cực đẹp rồi tức là nó đã chính thức break cản 23.5 như vậy sau khi break cản 23.5 thì xu hướng con này con này nó nó không đánh vội đâu con này nó đánh nó đánh nó đánh rất là khó chịu quá uh, nhỉ nó đánh lên rồi uh, rồi nó đánh xuống nó đánh lên rồi nó lại đánh xuống và và nó có những cái tín hiệu test nhưng nếu như ở chúng ta xét ở trong cái yếu tố tạo lập về chạc cái thuật tuần á thì rất là đẹp khi nó lên thì nó lên chậm rãi thôi và nó đi đến đâu thì nó xây chắc đến đấy các anh chị nhìn thấy ạ đấy nó đi chậm rãi thôi nó đi nó xây chắc nó đấy xây chắc thì như vậy nhịp này ít nhất là phải ba mươi theo quan điểm của hùng như vậy thôi đó. hoặc ý, hoặc sơ sơ ở đây thì cũng phải tầm 28.5 ít nhất là khoảng vào 28.5 còn sau đó về 28.5 nó xây nó xây đẹp một 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 phát nữa thì ít nhất nó cũng phải ở quanh vùng 35 đó là những cái target mục tiêu của TP ở trong năm 2023 ở cổ phiếu VIB cũng khá là đặt khá là nhiều kỳ vọng như vậy VIB ở đây này thì cái cách đi à đây em có vẽ đây các anh chị rồi này quanh vùng 20 à, tích lũy thành công ở quanh vùng 20 ở đây này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại cái vùng cảng kỹ thuật ở đây và Uh, cái, cái cách đi của VIB ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai thì theo quan điểm kỹ thuật cùng là cũng đang kỳ vọng là VIB cũng sẽ có một cái target kỹ thuật tương đối tốt ở đây. Uh, tiếp theo đó là cổ phiếu SHB, SHB ở trong thời điểm ngắn thời điểm ngắn hạn á. Chúng đang nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật mà khả năng cao thì chúng ta cũng đang có những cái cái rất là là phe ở cổ phiếu này. Thì uh, đối với SHB đã có một cái target kỹ thuật ở quanh vùng 12 ở đây rồi. Và gần như nó cũng đã đạt được mark target 12 trên 12 Đấy, Chúng ta thử search cổ phiếu SHB Nó sẽ có các cái phân tích về mặt kỹ thuật Đó, các cái phân tích về SHB nó liên tục như vậy Nó trên dòng thời gian thì sau khi mà đạt được cái target mark 12 trên 12 thì nó sẽ chỉnh cung và hiện tại thì nó trong tuần này, đó trong tuần này thì nó đã chính thức là nó đạt được cái điểm chỉnh cung là ở 10. 10.6 đến khoảng vùng 10.8 nữa các anh chị. Đây, 10.8 10.6 đây, nó đi về đây, nó một có một cái cây nến búa và rút chân lên. Và sau đó thì đang có hai cây nến nó test lại được trên vùng vùng mấy ta, vùng 11 vùng 11 như vậy khả năng tuần tới với góc độ kỳ vọng thì nó sẽ dập dìu ở khoảng trên vùng 11 và nó chờ đợi cái dòng tiền đột biến để bắt đầu nó quay lại ở cái xu hướng ở bên này và tín hiệu đường mà đi nó cũng phải từ đỏ và nó bắt đầu nó phải thu xanh lại thì đấy sẽ là những cái tín hiệu mà các anh chị đang cầm hhb chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta thu gom thêm ok nhóm cuối cùng thì chúng ta sẽ đi view ở nhóm ngành chứng khoán đối với nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại nó đang đi theo sóng tuần Ờ, chính vậy nên là các anh chị cũng nắm được uh, khi nó đi theo thông, sóng tuần thì uh, nó sẽ chỉnh theo tuần. nó tăng theo tuần và sẽ chỉnh theo tuần. Thì đối với VCI, ở đây thì nó cũng đang hình thành một cái phân kỳ giảm ngắn hạn. Như vậy, tuần này thì VCI đã về lại vùng hỗ trợ thuật qua 30.5 và sau đó thì nó có phục hồi. Uh, sự phục hồi này thì nó sẽ đưa lại cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 32 2, khả năng là như vậy thôi. Tuần tuần tới thì nó sẽ nằm về vùng kháng ngự 32 rồi sau đó nó sẽ có một cái nhịp chỉnh cung ở đây và căn cứ cái nhịp chỉnh cung đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. <laughs> uh, SSI như vậy SSI cũng như vậy nó hình thành được nó hình thành một cái phân kỳ giảm ngắn hạn ở đây và tuần này thì nó cũng đã về vùng hỗ trợ cái tuần 21 và nó có lực phục hồi và lực phục hồi này mắc thì có thể đi về vùng 21.8 đến vùng 22 và khả năng khi về về vùng này thì cổ phiếu nó sẽ tiếp tục có cái sự rung lắc để gì nó tích lũy lại ở đây. Đó, để đánh giá cái khả năng chịu tải của cổ phiếu v, 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 à SSI ở quanh vùng 21. À, HCM à, vùng chỉnh cung kỹ thuật 1 là quanh vùng 25 và vùng chỉnh cung kỹ thuật 2 tức là trong tuần thì nó về vùng 2 ở vùng 24 3 24 5 à, hiện tại thì chưa có cái sự phục hồi khá là mạnh và với cái xu hướng này với cái xu hướng này của HCM thì khả năng nó sẽ có những cái nhịp long lên ở khoảng quanh vùng 25.5 rồi nó lại có những cái nhịp đạp lại tức là nó cũng sẽ phải đi tích lũy và chờ cái tín hiệu để để xem là ông có vượt thoát được cái kênh xu hướng này hay không thì đấy là một trong những yếu tố rất là quan trọng để tiếp tục đánh giá cái xu hướng tổng thể của nhóm ngành chứng khoán cổ phiếu VND <laughs> VND trong tuần thì cũng đã chỉnh công kỹ thuật về quanh vùng 14.7 và rút chân lên à, rút chân lên 14.9 nói chung là cũng khá là chưa 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 ăn thua như vậy là nếu như mà ông có kéo được kéo thì kéo thêm được một cây hai cây nữa thôi nó sẽ chạm về cái vùng cản ở đây đó về đến cái vùng cản này thì khả năng cao là nó lại diện nó lại quay lại tiếp tục test cung và như vậy thì trong các cái tuần giao dịch tiếp theo thì chúng ta tiếp tục đánh giá cái xu hướng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này ở quanh vùng 14.3 đến khoảng vùng 14.5 14.5 đây sẽ là cái vùng mà hỗ trợ kỹ thuật của à, VND à, tích lũy thành công đủ lớn đủ dày lưu ý là như vậy đủ lớn đủ dài bởi vì hiện tại cái tín hiệu đường MACD thì nó bắt đầu có tín hiệu thu thu nhỏ lại thôi còn nó chưa 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 đủ mạnh để mà đánh giá cái khả năng mà gì ạ VND tiếp tục ấy. còn trên chặt kỹ thuật tuần thì như vậy thôi đúng đúng là như vậy cái xu hướng là VND sẽ phải tiếp tục tích lũy ở vùng 14 14.5 nó cần phải tích lũy lại đây anh chị nó cần phải tích lũy lại đây Ok, SHS thì trong tuần uh, nó đã chỉnh cung về vùng 10 và điểm sâu hơn. Mông đã có phân tích ở đây là vùng 9.7 đến vùng 9 8 Vùng 9.6, nếu nhớ không nhầm thì có báo vậy. SHS 9.6. 4 ngày cách đây 4 ngày. 9.6 đến vùng 10 và chúng ta xem nào, có đã có vùng 9.6 chưa? 9.6. Ok các anh chị, phiên giao dịch của ngày thứ 2 à ngày ngày không phải ngày ngày thứ tư. Uh, của cổ phiếu có vùng 9.6 và rút chân lên hiện tại là 10.1 như vậy á, thì khi mà chúng ta uh, chúng ta đưa ra được một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 998 như vậy thì chúng ta đặt mua ở những vùng này thì cái cái việc nó an toàn hơn rất là nhiều so với những cái tài khoản mà đua ở vùng 11 này bây giờ bắt đầu thì cóng rồi đó uh, hỗ trợ khá là tốt nói chung là ổn rồi đấy thì bây giờ là chúng ta lại tiếp tiếp tục ngắm lại vùng 11 cả 11 113 11, thôi còn đấy SHS vẫn vẫn đang trên chạc kỹ thuật tuần đó và trên dạng kỹ thuật tuần thì cũng đã có phân tích cho anh chị rồi vùng 9 sao đến vùng 10 sẽ phải là vùng mà cổ phiếu tích lũy sau khi tích lũy đủ lớn đủ dài rồi thì khi đó uh, nó mới hình thành được một cái sóng tăng tiếp theo và sóng tăng này mới là sóng tăng mạnh này đó break cái cản 11 này thì khi đó mới là sóng tăng mạnh đó và nó cần phải tích lũy trên chạc tuần nó cần phải tích lũy ok uh, rồi cổ phiếu uh, MBS MBS cũng khá là đẹp đấy. MBS đây tuần này nó tích lũy này đó thì MBS nó tích lũy vùng 15 15 15 đến vùng 16 này. Và sau đó thì nó chờ đợi một cái tín hiệu tiếp theo, nó tiếp tục vượt thoát vùng 18. Khi mà vượt thoát vùng 18 thì khả năng nhịp này nó sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 22. Đấy là dự báo là như vậy thôi. Đó, rồi FBS ở vùng tích lũy. dự kiến đó là vùng 9. Chấm, à 5.6 đến vùng 6. Đây, hai cây nến tuần tích lũy. tình nến <laughs> tuần tích lũy đó. Thì chúng ta sẽ cần chờ đợi một cái tín hiệu tuần và bắt đầu uh, nó phải đẩy lên và nhịp này thì cũng đang dự dự thôi, dự dự khả năng là nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 9.5 đến vùng 10 Với cũng ngắm ở trên chạc tuần thôi, <laughs> chứ còn trên chạc ngày thì nó đánh khá là rối uh, Đây, uh, chạc tuần thì có vùng tích lũy ở đây, vùng 7.1 đến vùng 7.4, tuần vừa qua thì nó lại tiệm cận lại cái vùng cản ngắn ở đây này thì vô hình dung ở đây nó đang hình thành một cái phân kỳ đây nó 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 hình thành một cái phân kỳ giảm ngắn ở đây và vx muốn đánh tiếp và muốn đi tiếp thì nó cần phải diện nó cần phải vượt thoát lại nó cần phải vượt thoát lại những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây và đặc biệt là vùng cản chín của vx là rất là mạnh và khi vx mà thoát được cản chín rồi thì khi đấy là 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 là, là rất là ok đó rất là ok anh chị agr AGR thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà có thể gọi là bắt đầu vào những cái sóng lớn, những cái sóng rất là to Và trong tuần này thì trên cả kỹ thuật tuần thì AGR bắt đầu xuất hiện một cây nến tích lũy tuần uh, Biên hỗ trợ, uh, biên tích lũy ở vùng 11 đến vùng 11.3 Thì các anh chị nhìn thấy là đây là cây nến và cây nến tuần này nếu như chúng ta nhìn cây nến tuần này Thì cái điểm sâu nhất của nó là 11.05, tức là khá sát với cái vùng dự báo ở đây Như vậy thì khả năng là tuần tới thì nó sẽ tiếp tục, tiếp tục tích lũy ở vùng này đó trong trường hợp nó tích lũy khoảng 1 đến hai cây đến tuần mà nó không thủng á và lực cầu tiếp tục uh, bay trở lại và sau đó nó bay được cái cản 13.3 đó nó bay được cản xuất hiện một cây đến tuần ở bên này xanh và 13.3 thì như vậy là target của em này thì lên 20 là cái chắc rồi không có gì phải bàn cãi cả khi nó đã bay được vùng 13.3 thì khi đó là target sẽ là 20 và như vậy khi mà để mà bay được cái target này thì khả năng cổ phiếu này nó cũng sẽ phải xây tương đối tương đối chắc chắn nó phải xây tương đối là nhiều đấy cái điểm xây ở đây có thể là 10.2 các anh chị nhá tức là vì nó đi vì nó tăng theo trend tuần nên nó cũng sẽ chỉnh theo chạc tuần nên sẽ có à, những cái điểm thứ nhất là điểm đây này điểm 11 này điểm 11 11.3 trong trường hợp thủng 11 thì vẫn phải tính toán điểm khoảng 10.2 và nó tích lũy thành công như vậy thì đấy thì thì sẽ hướng đến những cái target cao hơn và AGR chúng ta cũng thể ngắm dài Ngoài ra cái mã cổ phiếu APS phân tích rồi trong tuần vừa qua thì uh, APS này con này thì đừng có đua xanh đó <laughs> con này nó đi rất hay chạc tuần nếu mà ai mà xem chạc tuần con này đánh cực hay 12 12.1 đấy cứ đặt cái này trong phiên dùng lên kiểu gì cũng ăn đó. kiểu gì cũng ăn 12 12 chấm mấy đây 12.3 mà sơm sơm lên thì khuyến mại thêm cho nó 12.4 đi đó Đấy, tuần này đấy các anh chị ăn luôn, tuần trước ăn luôn ba tuần này nếu mà bởi vì sao? Bởi vì sau một cây đến tuần này thì nó đang có ba cây đến tuần rất đẹp. Và sau ba cây đến tuần này thì cũng rất có thể là nó sẽ có một cây đến tuần tiếp theo như này. Và khi mà cây đến tuần tiếp theo như này, tức là nó báo hiệu gì ạ? Cái nhịp tích lũy này kết thúc và cổ phiếu bắt đầu phi. Và lịch sử của APS đánh cũng 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 tươm tất được các anh chị. Đây, lịch sử của APS đánh cũng tươm tất từ vùng 12 lên tận vùng 55. Đó, rồi cổ phiếu V V gì này VN VDS à ở đấy VDS cũng như vậy VDS cũng là cũng đánh rất là hay và hiện tại thì VDS cũng mới thôi mới khởi nguồn thôi như vậy thì cái cái sự khởi nguồn này thì chúng ta cứ túc tác từ từ ví dụ quanh vùng 10 này đấy sau một cái đến tuần nó tăng mạnh thì nó sẽ chỉnh cung đó ok ở vùng 10 này đó, và điểm 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 nhẹ nhẹ hơn đó. thì cũng có ở đây này hình như là cũng có hết rồi đấy 9.6 nhìn bên này đấy, như là cũng có phân tích hết rồi đấy 9596 đấy ví dụ sau cái thằng mà đẩy mạnh mạnh đây thì chúng ta có thể dò lại 9.6 9.6 đến khoảng vùng 9.8 đấy nó là cái vùng mà gì ạ đừng có đua xanh đừng có đua xanh các anh chị nó sẽ chỉnh cung lại và chúng ta cứ túc tắc từ từ là tiến Ok như vậy là về cổ phiếu thì tuần này cũng sẽ tạm dừng tại đây và với anh chị em nào mà chúng ta quan tâm thêm những cái mã cổ phiếu khác thì các anh chị có thể à, comment ở bên dòng thời gian bản tuần, bản tin tuần ở chúng ta quay lại bản tin tuần video số 174 cách đây 5 ngày cách đây 5 ngày chúng ta nói về bản tin tuần video số 174 thì về cơ bản lồng có dự báo về cái khả năng thứ nhất đó là index cần phải tiếp tục kiểm tra lại vùng 1040 đến vùng 1040 à 42 trong trường hợp mất 1040 thì chúng ta phải ngắm về vùng 10 30 đến vùng 1028 và chúng ta cùng nhìn lại index tuần ở trong tuần vừa qua để chúng ta nắm lại được cái diễn biến. Đây, chỉ số VN Index. Thì đây chính là bản tin tuần video số 174. Chỉ số này bắt buộc sẽ phải quay lại test cung cái thuật lại ở quanh vùng 1040, một điểm, hai điểm, ba điểm anh chị. Và khi mà chỉ số này bị mất ở vùng 1040 và nó xác nhận là nó không lấy lại được vùng 1040 nữa. Đó, nó xác nhận là không lấy lại được một vùng 1040. Thì như vậy là nó sẽ có xu hướng, nó sẽ có xu hướng đi về vùng 1030 đến vùng 1028 1027 đây các anh chị và 1028 đây thử, thử đánh vùng 1028 1028 đó thì như vậy là index của chúng ta đi về vùng 1028 đến vùng 1030 1033 và tại đây thì uh, chính thức hiện tại trên bản tin tuần thì như vậy là đây là đáy của tuần này vì nó sâu nhất nó thấp nhất thì đây là đáy và sau đó nó có cái sự, sự, sự phục hồi sự phục hồi này thì nó đang đi được hai nhịp đó, nhịp một đây nhịp một đây các anh chị nhịp một đây đó, nhịp phục hồi này nó đang đi hai nhịp tương đối là tương đối là ổn á với cái tín hiệu uh, kết phiên như tuần này là đẹp đẹp anh chị rồi sau đó nó xả nó xả thì nó xả về đây nó xả về cái biên hỗ trợ cái tuần một ba đây và sau đó nó đánh nhịp hai nó đánh nhịp hai uh, từ một ba đây và hiện tại thì đang hóng lên cái vùng 1050 đến khoảng vùng một như vậy thì tuần tới uh, tuần tới nếu khỏe đẹp nếu uh, khỏe đẹp đẹp trai thì nó sẽ test lại quanh vùng một không thì nó sẽ quay lại vùng 1042 10 đây để nó lấp lại cái gap này. Thực ra đây cũng có một cái gap, ở đây cũng có một cái gap nên khả năng nếu đẹp thì nó sẽ lấp gap nhẹ nhàng ở đây và uh, xuất hiện một cái cây đến tuần. Đó, à, à, đó nến tuần tuần sau thì nó cũng chỉ có hai hai phiên thôi. Đấy nó break lên được ở trên cái vùng 1050 cộng đối với chỉ số VN Index là đẹp các anh chị nhá, 1055 đến 1055. 1050 đến 1055 xin lỗi cả nhà, hơi lăm một tí, lắp. Uh, rồi uh, còn đối với chỉ số VN30 ở đây <laughs> chỉ số VN30 thì tiếp tục kiểm định lại vùng 1040 1043. Thủng ở vùng này thì chúng ta vẫn thể tiếp tục ngắm cái 1030 đến 1027. Thì quay trở lại chỉ số VN30, chúng ta sẽ nhìn lại. Nhìn lại, đánh giá lại. Thì ở đây anh chị ngay lập tức ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó đã test về vùng 1041.6. Như vậy là vùng 1040 đến vùng 1042 đã trở thành một cái điểm hỗ trợ khá là tốt. Đó. Khi chạm về đây thì chỉ số này vượt thoát tăng và nó chạm lại vùng kháng cự ở đây là vùng 1054, 1056 nó chỉnh cung lại. Và đến phiên giao dịch của ngày 26 thì nó chính thức bị mất vùng 1040. Khi bị mất 1040 thì à ông phải đi về vùng 1030 đến 1027. Và cái điểm sâu nhất của nó ở đây đó là uh, xích xoan ở vùng 1030 thì bắt đầu diện bắt đầu kéo long. Như vậy thì uh, vùng 1030, 1027 cũng trở thành một cái đáy sâu nhất của chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua. Và hiện tại thì nó cũng đã có một uh, hai nhịp kéo long à, tương đối đẹp nhịp một kéo lên đây rồi các okay, anh chị và nhịp hai thì nó tiếp tục gì ạ nó tiếp tục có một nhịp à, từ vùng không một và hiện tại thì nó cũng đang hóng lên à, chúng ta đang kỳ vọng lên ở khoảng vùng một không năm năm ở đây cho cho tuần giao dịch tiếp theo và khi chạm đến vùng này thì đẹp đẽ thì nó cũng sẽ chỉnh cung lại về quanh vùng 1045 còn điểm sâu hơn thì sẽ test lại vùng 1040 1042 như như cái à, 1043 như cái phân tích ở trong cái tuần giao dịch cũ bởi vì thông thường là sau khi nó break được những cái 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 vùng gọi là vùng 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 hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn thì nó sẽ nó sẽ quay trở lại nó test đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy ngắm 1040 1042 và khi thủng thì chúng ta sẽ phải ngắm về vùng 1033 1030 và vùng 1023 thì chúng ta cùng ngắm lại xem cái chỉ số phái sinh ở đóng tuần vừa qua à, nó giao dịch như thế nào Ờ à, đây thì chúng ta cũng nhìn ở đây các anh chị này đây là đây là cái điểm đây là cái điểm mà chúng ta bắt đầu ra điểm bản tin phân tích tuần thì đầu tiên á bao giờ như vậy thôi vùng 1040 1038 1040 nó sẽ tiếp tục nó quay trở lại nó test lại cung từ đây nó hồi lên được nhưng điểm này nó bắt đầu gì nó bị thất bại ở vùng 1040 Đấy, 1038 1010 và khi vùng này bị thất bại thì nó sẽ đi về đâu thứ nhất là vùng 1027 đến vùng 1030 nó và trong trường hợp nếu thủng vùng 1027 thì nó sẽ đi về vùng 1023 nhưng rất may trong cái phiên giao dịch của ngày 26 thì bộ ba tham số chung của thị trường của chúng ta đã quay đầu ở trên biên 1027-1030 như vậy là tạm ổn và phá sinh cũng đã hình thành một cái nhịp long một ở đây và chỉnh cung test nền như vậy là nó đã giữ được cái nền 1033 đến vùng 1035 sau đó thì phiên ngày hôm nay thì nó đóng cửa ở vùng 1042 như vậy là nó đang tiệm cận dần đến vùng 1043-104 À, 1044, 1046, đây là vùng kháng cự ngắn của phái sinh à, Như vậy nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật Thì bộ ba tham số chung của thị trường kết phiên ở tuần này Với một cái mức đóng cửa như vậy là tương đối là ok à, Tuần tới, à, ngoài cái việc chỉnh cung Thì chúng ta sẽ lưu tâm thêm à, vùng kháng cự ngắn Ví dụ đối với chỉ số VN30 Chúng ta sẽ lưu tâm ở vùng 1054 đến khoảng vùng 1056 Đối với chỉ số phá trinh thì sẽ ở khoảng vùng 1044 đến khoảng vùng 1046. Và đối với chỉ số VN Index thì chúng ta sẽ uh, hóng ở vùng 1050 đến khoảng vùng 1052 đến khoảng vùng 1055. Đây là ba cái điểm uh, mốc kháng cự của chỉ số. Đồng thời các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi. Bây giờ thì uh, chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ kỹ thuật ngày của chỉ số VN Index để các anh chị uh, có thể nắm sơ sơ một tí về mặt ý đồ. Thì ở đây là cái phiên ngày mùng 9 tháng 4. À ngày mùng ngày mùng 6 tháng 4. Ngày mùng 6 tháng 4 thì tại cái thời điểm đó là cổ phiếu chờ bán đã tăng lên rất là mạnh và kể từ đây thì thị trường của chúng ta bắt đầu có một nhịp diện một nhịp chỉnh giảm. Và cái quá trình chỉnh giảm đó thì Hùng đã có những cái phân tích về mặt kỹ thuật để chúng ta ngắm được các cái tín hiệu đó à, và trong tuần này thì khi mà index của chúng ta đi về lại vùng 1028 1030 in của chúng ta đi về vùng 1028 đến vùng 1030 và xuất hiện một diện một cây nến doji à cái xin lỗi cả nhà cây nến búa với bóng nến tương đối dài và đóng cửa phiên cao nhất và sau đó thì gì nó có một cây một cây nến test ở biên 1040 đến 1043 đó là biến test kỹ thuật khá là đẹp và đến phiên ngày hôm nay thì như vậy là index của chúng ta đã chính thức vượt thoát à, à các anh chị sau cái cây nến này thì nó đã có một cây nến này được xem là cây nến xác nhận và nó vượt thoát lại thứ nhất là nó vượt thoát lại được cái vùng 1040 không đến vùng 1043 và nó bắt đầu tiệm cận lại cái biên 1048 đến biên 1050. Như vậy á, như vậy về mặt yếu tố về mặt kỹ thuật thì uh, trong các cái một cái cây nến xanh ở đây thì đã xuất hiện rồi các anh chị nhá. Cây nến xanh ở đây chính là cây nến này, chính là cây nến này, chính là cây nến, này, là cây nến kỳ vọng, tức là khi mà về đây thì nó cần phải có một cây nến xanh đẩy lên thế này. Và cây nến kỳ vọng tiếp theo đó là gì? Thị trường của chúng ta cần phải kéo lên ở khoảng quanh vùng 1060. Nó phải kéo lên vùng này, sau đó sau đó nó đạp nó rũ một nhịp nữa à, sau đó nó rũ một nhịp nữa và cái nhịp rũ này mà nó rũ lại ở khoảng quanh vùng 1050 1052 à, 1055 thì cực đẹp các anh chị nó rũ lại nhịp này cực đẹp và điểm vàng đây sẽ là điểm vàng Hùng Lê kỳ vọng đây sẽ là điểm vàng cho uh, cho tháng 5 Đấy, chúng ta sẽ gọi là sell in may tháng 5 uh, toàn toàn thủng nội toàn ấy thôi nhưng À, chúng ta sẽ kỳ vọng đây sẽ là điểm vàng để giúp cho chúng ta có một cái xu hướng tốt hơn của thị trường à, với một cái sự kỳ vọng phục hồi quay trở lại và biết đâu được đấy và tháng 5 nó đẹp trời nó lại quay lại một vùng 1080 đến vùng 1090 1095 ở đây thì đây sẽ là cái vùng gì chúng ta lại mang hàng là chúng ta bán đó bởi vì cái vùng này à, chúng ta mua này có thể là tuần tới chúng ta sẽ thu gom thêm một số điểm nữa để chúng ta đang đang mường tượng hoặc là chúng ta đang kỳ vọng một cái kịch bản trong tương lai À, nó sẽ xảy ra như thế này thì nếu mà được như thế này thì như vậy là 10 điểm đúng không ạ và chúng ta đã dự báo đúng cái xu hướng và khi chúng ta dự báo đúng cái xu hướng thì chúng ta sẽ cầm nắm cổ phiếu này chúng ta sẽ mua bán cổ phiếu này và các cái điểm ra điểm vào của chúng ta sẽ rất là nhịp nhàng và sẽ rất là ok à, bản tin tuần này thì hùng sẽ xin phép được tạm dừng tại đây và xin được kính chúc anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc chúng ta có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ an toàn bên người thân và bên gia đình và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại công việc ở phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu và các tuần giao dịch tiếp theo và nhân đây thì ông lê cũng trân trọng kính mời anh chị em nhà đầu tư đã theo dõi những bản tin tuần của ông lê thì chúng ta cũng về đồng hành của team cùng của lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta có thêm những cái trao đổi một một hoặc là chúng ta có thêm những cái trao đổi chuyên sâu trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư và trong quá trình chúng ta chinh chiến với một mong muốn là cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng hỗ trợ các anh chị biết thì các anh chị chia sẻ cho Hùng và Hùng biết thì Hùng sẽ chia sẻ ngược lại cho các anh chị và hai bên chúng ta sẽ có cái quá trình trao đổi kiến thức như vậy để mong rằng chúng ta sẽ đi dài, đi bền, đi chắc được ở trên cái thị trường chứng khoán rất là khốc liệt này. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại